Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mỗi dịp Festival Huế, người dân và du khách lại có dịp hòa mình vào không khí rộn ràng của những màn trình diễn đa sắc màu văn hóa của lễ hội đường phố. Đây là một trong những hoạt động chính của tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, nhằm hướng đến cộng đồng và giới thiệu một cách rõ nét nhất, gần gũi nhất những sắc màu văn hóa đặc trưng của Việt Nam và các nước trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và ngay cạnh tôi đây diễn ra chương trình lễ hội đường phố với chủ đề sắc màu văn hóa. Và bây giờ chúng ta hãy hòa cùng với không khí ngày hôm nay của Festival Huế lần này ạ. Lễ hội đường phố với chủ đề sắc màu văn hóa năm nay có sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ trong nước và nước ngoài. Các nhóm nghệ thuật trong nước như Cồng Chiêng Con Tum, Câu lạc bộ Diều Quế, Nhóm nhạc Học viện Âm nhạc Quế, Đoàn múa Lân Sư Rồng Thái Nghi Đường, các nhà thiết kế áo dài và người mẫu, các đoàn nghệ thuật truyền thống Quế. Đặc biệt, có sự góp mặt của các nghệ sĩ nhà hát Cao Văn Lầu đến từ tỉnh Bạc Liêu, đại diện cho loại hình đơn ca tài tử Nam Bộ, đã cùng nhau giới thiệu đậm nét những truyền thống văn hóa các vùng miền trong cả nước. Đem bộ môn nghệ thuật đơn ca tài tử của tỉnh Bạc Liêu lan tỏa đến bạn bè quốc tế trong dịp festival lần này. Đó là một niềm vinh dự của tỉnh nhà nói chung và của nhà hát Cao Văn Lầu. Đó là một cái niềm động lực rất là lớn lao để cho tất cả anh em nghệ sĩ tiếp tục làm nghề. Đó là giữ gìn bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Em rất là tự hào vì em đang khoác trên mình một bộ áo dài tím, một bộ áo dài truyền thống của người Huế của chúng em. Và ngoài ra sự kiện này là tụi em muốn giới thiệu đến mọi người là bộ áo dài này là bộ áo dài truyền thống đến từ Huế và mọi người sẽ biết nhiều hơn về Huế và đến Huế của chúng em. Tâm điểm chú ý của lễ hội đường phố còn là những nhịp điệu rộn ràng với nhiều màu sắc đa dạng mới lạ đến từ các đoàn nghệ thuật nước ngoài như đoàn vũ kịch Chiết Giang Trung Quốc, đoàn nghệ thuật múa trống và sư tử Okinawa Nhật Bản, đoàn trống Hàn Quốc Jampion, đoàn nhạc flamenco Hispano Tây Ban Nha, đoàn ca kheo Stanton Lopez Mertem Vương quốc Bỉ. Chúng tôi đến đây giao lưu cùng các bạn Việt Nam và bạn bè quốc tế những màn trình diễn hip hop. Tôi rất vui và hạnh phúc khi có mặt tại lễ hội này. Đây sẽ là kỷ niệm ấn tượng không bao giờ quên của nhóm Sergi khi tham gia Festival Huế. Biểu diễn dưới hình thức quảng diễn đường phố qua các tuyến đường chính hai bên bờ sông Hương thơ mộng, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đã giới thiệu đến người dân và du khách về bản sắc văn hóa thông qua nhiều hoạt động biểu diễn đặc sắc. Những tiết mục như thế này đã mang đến một không khí sôi động trên các tuyến phố, tạo nên bữa tiệc văn hóa đa màu sắc. Vừa thấy quê nhân mình có diễn đã bộ đi, cứ cố gắng lên đây để coi cho biết qua đa chứ. Festival năm nay thì chúng tôi cố trùng đến các hoạt động chương trình cộng đồng. Như chúng ta đang chứng kiến cái lễ hội đường phố. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong Festival Huế. Và chúng tôi nhấn mạnh cái yếu tố cộng đồng, cái yếu tố cùng lan tỏa các hoạt động lễ hội sau Festival là yếu tố rất quan trọng. Trong đó người dân, cộng đồng, du khách cùng tham gia với ban tổ chức và là đối tượng cũng như là người cùng gia tham gia. Lễ hội đường phố sắc màu văn hóa đang diễn ra tại Festival Huế đã mang đến một không khí sôi động. Đây là nơi hội tụ và giao lưu giữa các nền văn hóa của các quốc gia, đồng thời cũng nhằm giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa Huế nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, qua đó đem đến những trải nghiệm thú vị, đưa người dân, du khách hòa mình vào ngày hội gắn kết cộng đồng, thấm tình hữu nghị, ngập tràn sắc màu văn hóa.